Hello, xin chào mọi người nhá. Mình là của Lõi Đồ Tích Trẻ đây. Thì từ khi dịch dít đến giờ mình không ra video cho các bạn xem được, mình cũng cảm thấy thật có lỗi với các bạn. Chắc là các bạn chờ mình lâu quá nhỉ. Hôm nay mình sẽ ra video các bạn xem. Thì nói chung là từ khi giãn cách đến giờ, có chỉ thị giãn cách xã hội đến giờ, với lại hôm qua mình đi tiêm vaccine về mà toàn thân tối về, toàn thân đau nhức lắm, mệt mỏi chán ăn không ngủ được, toàn thân đau nhức chán ăn chán ngủ không. Nên hôm nay mình sẽ quyết định đem một đống tiền của mình đã dành dụm từ trước đến giờ, mình sẽ đi ra siêu thị mua sữa cho mình út, và mình sẽ mua thêm một cái ti về để mình bú giống như trẻ con vậy. Có cái đồn thì không bài. Và trước khi đi thì mình sẽ nhảy cho các bạn xem, nói một câu là nếu mình sẽ nói với các bạn, nói riêng và ngoài Việt Nam nói chung, thì những người con Việt Nam dù là ở nước ngoài hay là trên tổ quốc Việt Nam thì cũng phải đồng loạt yêu thương lẫn nhau, chống vượt qua một con đại dịch virus corona này. Thì mời mọi người nhảy cùng mình nhá. Đến tận cửa hàng Simple rồi. Thì cửa hàng này là chuyên bán cho về các sản phẩm cho các em bé. Mình nghĩ cửa hàng này phù hợp với mình nên hôm nay mình sẽ đi mua cái núm ti trước. Mời các bạn vào theo cùng mình nhá. Bây giờ mình sẽ vào mua cái này máy. Ăn gì là chị? Ăn gì ạ? Rồi anh tính luôn 2 cái. 1 cái. Khó nói lắm, mày hỏi thế thì tao không trả lời, ngại lắm. Các bạn à, bây giờ mình đã mua được súng ti để tối đêm về bú rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua sữa nha, mọi người cùng đi. Chào chị nhé. Thì cũng mắc, nhưng mà hiện tại thì siêu thị đã đóng cửa mất rồi. Mình đến trễ một bước. Thì không biết là đêm nay mình lấy gì để uống được kia. Thì khi mà cơ thể đang còn suy nhược, mệt mỏi cơ bắp lắm, mình rất cần năng nguồn năng lượng để tiếp tế vào cơ thể, nhưng mà không biết là tìm uống cái gì. Mọi người biết uống cái gì mà không cần uống sữa mà vẫn uống vào bồi bổ cơ thể khỏe mạnh không? Mọi người comment xuống nhé. Bye bye.